Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, ảnh hưởng của khối không khí lạnh bổ sung suốt từ hôm qua tới giờ làm cho Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây và lúc này thì đang có mưa nhỏ. Nền nhiệt ngoài trời vì thế khá là thấp. Ở khu vực vùng núi, nhiệt độ nhiều nơi thấp dưới 14 độ, trong khi ở vùng đồng bằng, nhiệt độ cũng hạ xuống thấp dưới 17 độ. Những cơn mưa nhỏ kéo dài gần như suốt cả ngày, vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ được dự báo sẽ không cao. Các tỉnh vùng núi và Trung Du, khu vực Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang và trở lên các tỉnh phía Bắc, nhiệt độ giảm thấp xuống còn 15-17 độ. Trong khi đó, ở vùng đồng bằng, nhiệt độ hạ xuống còn 18-20 độ, trời rét, vùng núi cận rét đậm. Trong ngày hôm nay, suốt dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi đều có mưa, dù lượng mưa không lớn nhưng cộng với gió rét làm cho nền nhiệt Trung Bộ giảm đáng kể. Các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ hạ xuống còn 19-22 độ và trời rét cả ngày. Trong khi ở các tỉnh thành từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng giảm xuống còn 23-24 độ và trời chuyển lạnh. Còn với khu vực các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận chưa chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, trời tiếp tục có nắng và nhiệt độ ổn định ở ngưỡng 25-29 độ. Với các tỉnh thành phía Nam, tiết trời dễ chịu, không nơi nào có mưa, cường độ nắng không mạnh, nên mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên chỉ từ 28-31 độ và Nam Bộ có mức nhiệt là từ 31-33 độ. Trên biển, dưới tác động của không khí lạnh trong ngày hôm nay ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Ninh Thuận, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, biển động, với sóng biển cao từ 1m50-2m50. Khu vực Bắc của Biển Đông bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giới cấp 8, biển động mạnh, với sóng biển cao từ 2-4 mét. Và sau đây là dự báo thời tiết trong 3 ngày tại các khu vực trên cả nước.